Ồ, nay mua may bán đắt, giờ mua một mớ tỏi làm cho khách luôn ha. Em nhìn cái mớ tỏi này em biết là bán. Nhờ cái gì? Là mắm hả? Nước mắm hả? Nước mắm tròn, tụi nó đông bà cố luôn, nước mắm. Em thấy anh làm mớ tỏi này biết là đắt, buôn bán đắt lắm đây. Cái chiêu mà làm nước mắm của ông tôi nói mà khách khứa nó đông bà cố luôn. Đúng nhà tôi không có nóc thiệt mà. Sao? Cái này phải để xuống luôn vợ đâu, để vợ làm. Vợ nó, mình không phải là mình gì cũng gọi là mình thương vợ chứ không phải là nhà không có nha. Bài thương vợ của bỏ đi. Nên là tôi thương vợ lắm thật sự luôn. Còn... biết nói bỏ mà chẳng thương đúng rồi. Kỳ cục nó nhiều khi nó về bắt đầu ông là ông khẽ rồi. Làm gì thì tôi chạy vô liền. Đúng rồi. Mình thương vợ là ở chỏ đó đúng không? Mà anh làm gì vậy? Bóc tỏi hả? Tôi đang học cách bóc tỏi trên mạng. Mạng à? Bóc hả? Nghĩa là trong một cầm một cái tỏi đúng không? Đúng. À, để tôi chỉ cho anh nè. Sau này ông có vợ về để ông lột tỏi cho vợ buôn bán gì đó. Lột tỏi em lột về lột tỏi cho bạn để cho bạn hôi nách hai đứa khô chung với nhau thế này. Bậy rồi, mình nói chuyện nách bây giờ có đồ chỉ hết rồi. Đó. Cái nĩa hay cái gì cũng được. Nói chung là mình có đồ ghim đây nè. Mà thật sự mình cảm ơn trên mạng mà mình biết được những cái công thức mình làm cho nó nhanh gọn đúng không? Đúng. Bữa nay tôi sẽ chỉ cho ông. Lọc ơi lọc. Cái gì? Chỉ một lần duy nhất. Một lần duy nhất tôi lọc nha. Nha, một lần duy nhất và một lần duy nhất chỉ có ở Khải này chỉ cho lọc thôi. Lưu lại sẽ có ngày dùng. Ok, bây giờ nè, coi nè. Sao? Đó, tắt vô. Nói chung là mình mới học đâm ra là nó cũng không bằng người ta đu luyện đúng không? Người ta làm hay lắm, nhất nhanh mà thực tế tôi nãy tôi cái này đúng mà, bóc tỏi bằng cái này đúng mà, có sai đâu. Bóc hơi bị nhanh á. Đó. Có cái là mình chưa quen tay thôi. Chưa quen tay. Đó, người ta làm đó. Đó phải không? Thì thực tế mà, trên mạng chỉ thực tế mà, có sai em có nói gì đâu. Trên mạng là nói chung là nhiều bạn chỉ lắm. Ừ. Nhưng mà ở chỗ tôi chỉ có mình duy nhất. Là ông học qua tôi nha. Hôm nay anh Khải đang hướng dẫn các bạn cách bóc tỏi bằng một cây nĩa. Cái này rất là hay các bạn, cái này rất là thực tế. Các bạn có thể mà áp dụng theo, tôi thấy thực tế, nhanh. Mà hình như tôi thấy ông kiểu không phục hay sao ta? Đúng không? Em có cách khác. Cách này hay thật á, nhưng mà em có một cách khác nữa. Để cho em... Thiệt mà tôi nhìn ông thấy... Em muốn chỉ anh muốn một lần duy nhất thôi. Anh lưu lại sẽ có nghe vô. anh biết nhiều còn hơn anh thà rồi. Anh biết còn hơn không biết. Hai cách anh thích làm cách nào? Okay. Đây là cách đầu tiên nha. Cách đầu tiên cách trên mạng chỉ rất ok. Cách thứ hai nha. Rồi bây giờ nha, cái củ tỏi của em đang như vậy nha. Củ tỏi. Đây là cái cách trên mạng rất ok, nhưng mà em muốn làm thêm cách nữa. Rồi anh đặt lên thớt. Nói chung trên mạng cũng hay mà đúng không? Thì nãy giờ em đâu nói gì đâu. Trên thớt đúng không? Rồi anh cắt cái đít. Anh cắt cái đít. Cái dao hình như nó ở đấy đồ ngoài dao đấy. Trời ơi. Quên hả? Quên, tôi quên mất cái đồ màu dao của ông thiết kế đây. Rồi. Trời ơi. Sẵn đây BA cho cái mày mài dao luôn đúng không? Cái mài dao tôi nói ông là tuyệt vời, vợ tôi khen tôi quá trời luôn. Bữa đó tôi không làm chứ đâu, ông làm đâu. Bén hay chưa? Đó, ghê ok không? Sao nó cứng vậy ta? Tính ra anh phải cắt cái đầu trước rồi anh cắt cái đuôi sau. Miễn sao mình cắt được rồi đó. Tính ra anh phải cắt cái đầu trước. Đầu nó khỏi bị bể đúng không? Đúng, tính ra anh phải cắt cái đầu trước và cắt cái đuôi sau. Rồi cắt hết cái đầu rồi sao? Sai sách, anh cắt lại cái khác cho em đây, em không biết. Để tôi cắt này rắc, tôi làm việc của ông luôn. Rồi, anh cắt lại đi. Cắt đầu trước đúng không? Cắt cái đầu trước, cắt cái đuôi sau. Cái này là trên mạng chỉ là chỉ từng tép. Hôm nay em chỉ chỉ anh cắt bóc tập thể luôn. Tập thể rồi. Lật qua cắt cái này nữa. Cái đồ mà dao rồi. Rồi bây giờ dùng vào đây luôn. Bỏ ra, em lấy này ra. Dùng đây rồi. Bỏ này vô. Bỏ vô. Rồi gì nữa? Rồi, anh chỉ biết chơi bầu cua không? Nhỏ tôi trốn học cho bầu cua mà nói vậy ta. Hèn gì học lớp 6 nghỉ. Tết. Ừ, lắc đi, anh lắc bầu cua đi. Lắc cua đúng không? Ừ. Ông đặt con gì? Em đặt cua tỏi. Anh đặt cái gì? Tôi đặt cua hành đi. Rồi lắc đi. Bao nhiêu? Cái gì? Bao nhiêu? 6, 8, 10. 12, chắc 12 củ á. 12 củ đúng không? Ừ. Nếu mà không được tính gì? Mở ra cứ rồi. Đó, thấy chưa Khải ơi, đơn giản thôi mà. Hay với trời, nó ra sạch luôn rồi, trời ơi. Đây là cách em bóc tập thể. Em bây giờ còn cách nào mà dạng như là củ tỏi, cái vỏ tỏi ra, trời vỏ tỏi không? Ở đùa, nó hay nữa trời. Đó, vậy thôi, có gì đâu. Không, cách này mình đã làm số lượng là rất ok luôn á. Cái này áp dụng cho số lượng nhiều. Còn cái dùng nĩa của anh á là rất là hay, nhưng mà mình dạng mà rồi. Kiểu mình ăn mắm thôi. Ăn mắm chơi cho vui thôi. Nhưng mà cách nào mà trên mạng chỉ cũng hay hết. Nhưng mà... biết còn hơn không? Hai cách á, anh thích áp dụng cách nào anh áp dụng? Không, tôi nghĩ vậy nè. Vậy này nữa ông thận được chắc, rồi. Chắc lẽ cái sóc bầu cua này nó hơn thôi. Hên.
Tôi muốn cho một lần nữa cho nó chắc cú. À, thích làm gì là? Okay, đúng rồi, đúng rồi. Trước khi làm anh mài dao cho em nó cứng xíu đi. Bia cái. Ờ bia cái mài dao của mình. Trời ừ. Bia người ta làm được người ta vô tôi cảm ơn quá trời. Đó đây cái mài dao đó, anh mài dao đó. Mình á. Rồi cắt đi. Nó bén còn hơn dầu làm. Đó. Thấy chưa. Đó, bén đó, đó. Rồi, lật qua. Bén tiếp nữa. Rồi độ cắt. Bén lắm đại gia đình ơi, thiệt sự luôn cái công thức mà giao này của ông cực kỳ hay. Bữa ông thu tôi cái gì mà ông có chung đâu, không phải ông điếm à. Đó quên rồi, em tính em hay quên rồi, bỏ vô. Đâu vô anh em. Rồi, thấy rõ nha, rồi. Thấy rồi cô một cuốn nha. Rồi. Bây giờ tôi đặt con cá nè. Em đặt củ tỏi. Mà lên lan dài, lan lan. Con cá cua một hai. Số. Củ tỏi. Con cá. Đồ. Đó hết rồi này đó. Thấy không? Ra sạch trơn luôn thấy không? Mà thấy ra sạch trơn luôn thấy không? Đó. Cái dạng như là 10 củ nó ra hết 9 củ rưỡi rồi. Nó tiết kiệm nhanh thời gian anh rất là nhiều. Hay thiệt không ơi. Đó, đây là cách bóc tỏi của em. Anh ê, nhớ. Nhưng mà nó còn một tép đó không ra nè. Thì cái gì đâu qua hoàn hảo 100 đâu mà 100% đâu. Anh dám nói anh hoàn hảo 100% không? Có. Đó là thắm. Em sợ em thua anh. Tôi có một cái chứ không phải tôi là hoàn hảo mà cái gọi là tôi có một cái là hoàn hảo. Gì? Nói chung là vợ tôi biết thôi. Ờ vậy đi, anh lưu lại sẽ có người dùng. Hay, thôi để. Nếu mà các bạn thấy mẹo nào hay thì nhớ đăng ký bật chuông. Tôi sẽ cố gắng mang đến cho gia đình những cái mẹo hay nhất, thiết thực nhất, đời sống nhất.